Đại nhân nghi ngờ Yến Dương nhớ con đến điên, thực ra chỉ là giả vờ. Hoàng thượng đối với chuyện này trước sau vẫn bán tính bán nghi. Trước giờ chúng ta vẫn luôn phái người giám sát Yến Dương, nhưng vẫn không thể nào phán đoán Yến Dương là điên thật hay điên giả. Vì vậy đại nhân muốn lợi dụng quan hệ giữa Thiên Tam và Yến Dương điều tra chuyện này là thật hay giả sao? Ta quyết định cho trút hết tất cả cẩm y vệ đang giám sát Yến Dương, làm cho Yến Dương lơ là đề phòng. Cô hãy nắm chắc cơ hội tốt lần này. Thiên Tam đã hiểu. Bản thân cô hiểu là tốt rồi. Lần trước ta lệnh cho cô tra tìm chứng cứ tạo phạm của Yến Dương, cho đến bây giờ cô vẫn không tìm được gì. Thiên Tam làm việc bất lực, xin đại nhân thứ tội. Làm việc bất lực? Hình như đây không phải là tác phong làm việc của Thiên Tam nương cô. Xưa nay Thiên Tam luôn trung thành cẩn cẩn với đại nhân, tuyệt đối không có chút giả tâm. Cô hãy nhớ lấy, phản bội ta chỉ có con đường chết. Cô hãy tự mà lo liệu. Sao các cô đều ngừng tay không ăn gì hết vậy? Đôi lẩu thịt dê này là bổn dương kêu ngự trù đặc biệt nấu ra đó, không có dễ ăn được đâu. Hôm nay trời nóng như vậy, Diệt Tuyết thật tình là không muốn ăn. Vậy còn có cô? Nước lẩu này vừa cay vừa nồng, Như Yên thật sự ăn không quen đó. Ê, thật là uổng cho tấm lòng của bổn dương. Không sao hết, Hài Nhi, con hãy cùng cha ăn gì một chút nào. Nè. Dương gia. Ê, Thiên Tam nương, cô tới đúng lúc lắm. Bọn họ đều không có hứng thú với lẩu thịt dê, con ngồi xuống cùng ăn với bổn dương đi. Thôi đi, trời nóng như vậy, ăn lẩu có phải là không được thích hợp cho lắm không? Làm gì nóng chứ, bổn dương thấy rất là lạnh. Nếu không thì cần gì phải khoác áo lông này. Nè, Hài Nhi à, con hãy ăn nhiều vào để mau chóng khôn lớn, con có biết không? Dương gia, ngài nói cái gì? À, Thiên Tam nương, ta quên mất giới thiệu với cô, đây là Hài Nhi ngoan của ta. Hài Nhi à, gặp người ta thì phải chào hỏi, nếu không sẽ bị cho là vô lễ biết không? Không cần đâu, có lẽ là điện hạ mắc cỡ đó. Hài Nhi, có phải con không muốn ăn nữa không? Không muốn ăn chả đưa con ra ngoài dạo có được không? Nè, ra ngoài dạo đi. Trời ơi, thiệt là không ngờ đường đường là Yến Dương bây giờ lại trở nên khùng khùng điên điên. Ông ta bị điên như vậy, sau này gặp ông ta không biết nên tiếp đãi ông ta như thế nào. Trời ơi, gì vậy? Hài Nhi, con đi đâu rồi? Đi sao vậy? Hài Nhi, trời ơi, ông đi đâu vậy? Trời ơi, Hài Nhi của ông không có đâu, sao đi đâu? Có gì thấy Hài Nhi có bổn dương không? Không có gì thấy Hài Nhi có bổn dương không? Trời ơi, cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này bổn dương cùng Hài Nhi ra đi dạo, thì liền có người chạy tới đụng một cái, thì không thấy Hài Nhi đâu nữa. Chắc chắn là nó đã bị người ta giấu đi. Trời ơi, cái người ai đã giấu Hài Nhi của bổn dương? Nếu không giao ra, bổn dương sẽ chém hết các ngươi. Cậu sẽ hung dữ vậy chứ? Hãy trả Hài Nhi cho ta. Dương gia, ngài đừng như vậy, để tôi đưa ngài về hành quan. Ta không về, ta muốn tìm lại Hài Nhi. Hài Nhi, Hài Nhi, Hài Nhi, thì ta không đang ở đây, sao con chạy tới đây chơi vậy? Để cha ẩm con lên. Ây à. Ủa Hài Nhi, sao không gặp con một lát? Con đã nặng hơn rất nhiều vậy. À phải rồi, nghe lời cha là đúng rồi, ăn thật nhiều vào, mau ăn chóng lớn, sau này cũng uy phong như cha hả? Dương gia, hay là để tôi đưa ngài về hành quán trước nha. Ê, vậy cái gì chứ, bổn dương còn phải đưa Ái Nhi đi săn nữa hả? À, Dương gia, à, ngài chưa trả ngân lượng cho trái bí lớn này mà. Người đem giấu Hài Nhi của bổn dương, còn to gan mà bổn dương trả ngân lượng hả? Nè, tôi trả cho ông ấy. Đa tạ. Hài Nhi ngoan, để cha dạy tất cả bản lĩnh của cha cho con, sau này con nhất định là một hoàng đế tốt. Con hãy nhớ, phải mở rộng bản đồ của Đại Minh, quốc thế càng phải hương thịnh hơn đường Tống. Dương gia, có chuyện gì? Không phải Dương gia đã từng nói là muốn Ái Nhi của ngài trở thành hoàng đế sao? Nhưng đây là con gái mà, sao làm hoàng đế được chứ? Làm gì có chứ, Hài Nhi ngoan của bổn dương sao mà là con gái được? Nếu như ngài không tin, đưa tôi xem thử. Vậy cô phải cẩn thận đó. Hài Nhi, Dương gia, cẩn thận đó. Dương gia, ngài không sao chứ? Dương gia, ngài có bị thương không vậy? Dương gia.
Hành Nhi con không sao chứ? Con bị thương rồi, không sao. Cha đưa con đi tới đại phu ha. Dương gia. Dương gia. Dương gia, ngài không sao chứ? Dương gia. Dương gia, ngài chảy máu rồi. Bụng Dương không sao. Máu này là của Hải Nhi đó. Để tôi dìu ngài. Dương gia, Dương gia buông tay đi. Ngài không buông tay thì sẽ uổng hết công sức đó. Tại sao Dương gia phải cứu Thiên Tam? Chẳng lẽ ngài không nghĩ là nếu như Thiên Tam không chết thì mọi công sức của ngài sẽ tiêu tan hết sao? Những chuyện này đều không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất là Thiên Tam đưa cô không sao. Chỉ tiếc là người mà ngài cứu không chỉ là Thiên Tam mà còn là một Cẩm Hy Vệ. Từ lần đầu tiên Bổng Dương gặp Thiên Tam cô nương thì đã biết không chỉ đơn giản là sự tình cờ ngẫu nhiên. Nhưng Bổng Dương có nghĩ thế nào cũng không ngờ thì đã Thiên Tam còn là Cẩm Hy Vệ. Dương gia hối hận đã gặp Thiên Tam à? Xưa nay Bổng Dương chưa từng hối hận bao giờ. Bổng Dương chinh chiến nhiều năm giàu sinh ra tử, rất tin vào đạo lý này. Chỉ cần cô có quyết tâm, có năng lực, cho dù phía trước là con đường chết, cô cũng có thể khai phá nó, mở rộng nó thành một con đường lớn rộng mở thông tới mục đích của cô. Thiên Tam tự thấy không có hồng độ đại chí như Dương gia. Bắt đầu từ khi tôi hiểu chuyện thì đã bị ép đi vào con đường không có lối về. Suốt đời chỉ có trung thành với chủ nhân, mà không chỉ có một con đường chết. Có nhiều lúc con người vì sinh tồn mà phải cúi mình chịu nhục, cũng như Bổng Dương vậy, chỉ muốn rời khỏi kinh thành, phải giả khùng giả điên. Thiên Tam trước sau vẫn là tân phúc đại quan của Dương gia. Ngài hãy mau chóng giết chết tôi, để tránh sau này hối hận không kịp. Nếu như Bổng Dương muốn giết cô thì đã không cứu cô. Lúc này Bổng Dương nhìn thấy cô rơi xuống hố sâu đó, trong lòng của Bổng Dương có một suy nghĩ, chính là không thể để cho Thiên Tam cô nương chết được. Nếu như ông trời đã sắp xếp chúng ta tới với nhau, Bổng Dương cũng không ngại cùng cô đi tiếp con đường này. Chỉ đáng tiếc là Thiên Tam chẳng qua chỉ là một Cẩm Y Vệ. Tôi thực tế không có quyền lựa chọn con đường cho mình. Nếu như tôi phản bội tổ chức thì chết không có đất chôn thay. Nếu như Bổng Dương là chủ nhân của tổ chức đó, vậy thì cô không cần phải phản bội tổ chức rồi. Cô nói là Yến Dương đúng thật là giỡn con tới phát điên, đã bị chứng thất tâm phong. Thiên Tam đã dùng những cách thức khác nhau để dò thám Yến Dương, chứng thực chuyện này xác thực vô cùng. Cô dám chắc như vậy à? Đại nhân đã từng dạy cho Thiên Tam, nếu như một người giỏi về diễn xuất thì cũng không thể nào che giấu được khí chất riêng của họ. Bá khí kiêu hùng trước đây của Yến Dương hiện giờ đã hoàn toàn không còn nữa. Yến Dương của ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một tên điên xem ra bí lớn như là con của mình thôi. Lần này cô làm rất tốt, xem như đã không làm cho ta thất vọng. Đa tạ đại nhân đã khen.